Mục vụ tin và sóng xin thân ái kính chào quý vị. Hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện đức tin có tựa đề là Dám nói sự thật. Trong một bài báo với tiêu đề Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn khi làm việc với Steve Jobs, Guy Kawasaki, cựu kỹ sư công nghệ tại Apple, đã chia sẻ một trải nghiệm thú vị của mình. Một ngày kia, Steve Jobs xuất hiện ở phòng làm việc của Guy với một người đàn ông lạ mặt. Steve không thèm giới thiệu người đàn ông đó mà ngay lập tức hỏi, cậu có biết gì về một công ty có tên là Nowhere không? Guy nói với Steve rằng, sản phẩm của công ty đó rất tầm thường, nhàm chán và đơn điệu. Chúng chẳng có gì đáng để so sánh với những sản phẩm chiến lược như Macintosh. Công ty đó không phải là mối lo ngại với Apple. Sau khi nghe một tràng những lời phê phán của Guy, Steve nói, tôi giới thiệu đây là ông Archie MacGill, CEO của Nowhere. Guy gần như đứng tim. Sau này Guy mới hiểu, việc thẳng thắn nêu ra nhược điểm của đối thủ đã giúp Guy vượt qua bài kiểm tra IQ của Steve. Nếu như Guy chỉ nói những điều tốt đẹp về một phần mềm không mấy nổi bật, Steve sẽ đánh giá Guy là một người không có chính kiến và bản lĩnh. Sự nghiệp có thể kết thúc ngay tại thời điểm đó. Đó chính là bài test kỳ lạ, một trải nghiệm thú vị với Guy khi làm việc với Steve. Trải nghiệm này dạy cho Guy 3 bài học. 1. Ai cũng muốn nghe lời nói thật. Nếu bạn nói với ai đó rằng sản phẩm tốt chỉ để vỗ về an ủi, thì họ sẽ không bao giờ biết sản phẩm ấy cần cải thiện những gì. 2. Nói sự thật là một bài test kiểm tra tính cách và trí thông minh. Cần có sức mạnh để nói ra sự thật và đủ thông minh để biết sự thật đó là gì. 3. Chỉ có một sự thật duy nhất. Vì vậy, trung thực luôn dễ dàng hơn dối trá. Nếu không trung thực, sẽ luôn phải lo lắng, kiểm soát những gì mình nói. Sự thật có sức mạnh khiến mọi người làm việc thông minh và hiệu quả. Thánh Kinh suy gẫm, anh chị em hãy để Đức Thánh Linh làm mới lại tâm trí mình. Hãy mặc lấy cho mình con người mới, là con người được tạo dựng giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời trong công chính và thánh khiết của chân lý. Vậy, xin anh chị em hãy vứt bỏ sự giả dối. Mỗi người trong chúng ta hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là chi thể của nhau. Ephesians đoạn 4, câu 23 đến câu 25. Chúa yêu thương bạn. Amen.